cái bài này có thể xem lại trên fanpage ielts thầy alex của thầy nha cả nhà chúng ta lên đó chúng ta follow fanpage của thầy nha cả nhà nha cùng vào chủ đề chính này nốt uh, nốt của một bạn hỏi này hoàng hà này em đang tự học reading and listening cách nào cách học tài liệu uh, nếu mà bạn mới học nhá thì có thể học cái quyển get ready for ielts đó xong người xong quyển đấy thì có thể uh, học uh, quyển gì nhỉ Uh, complete for IELTS hoặc là my set for IELTS cũng được đó my set for IELTS nó có mấy bộ đấy đó em thể học cái đấy nào vào bài ngày hôm nay nào uh, câu số 1 uh, section 1 đúng không nhưng mà đây là thuộc lại section 1 khá là khó đấy No more than three words and or a number. Quy định đó là gì đây? Không được quá 3 từ và hoặc một số đúng không? Rồi, ok. Nào, thế thôi được rồi đúng không? Nào, đây cùng nhìn cùng cái đầu tiên nhá, nhìn cái đầu tiên này luôn luôn đọc cái tiêu đề của nó đúng không? Để hiểu xem cái tình hình là gì. Computing Technology 25 Conference. Ừ. nghĩa là gì nhỉ mọi người? Cái conference về gì? À, công nghệ máy tính đúng không? Hội thảo công nghệ máy tính đúng không? Đó, vào ngày 25 đúng không? Được chưa? À, Contact University, trường đại học này New South Wales, trường này là ở Australia Đúng không? Đó Tiếp nhá, Conference Start Date là gì? Ngày bắt đầu của cái hội thảo này đúng không? Đáp án của câu 1 sẽ là một cái gì nhỉ cả nhà? Đáp án câu một sẽ là một cái gì nhỉ? Thứ được không mọi người? Không đúng không mọi người? Nó là start date nha cả nhà. Nó là ngày đúng không mọi người nhớ nha cái ngày nha chúng ta sẽ nghe xem là ngày bao nhiêu nha. Yeah, đúng không? Ngày mùng 1 tháng 1 hay là ngày 20 tháng 1 hay là ngày 30 tháng 1 hay là gì gì đấy đúng không? Đó. Cùng nghe nha, cả nhà, nghe câu số một nha cau so one nha cung nghe nha mọi người. Mic này ok rồi, đúng không? Nghe này. You will hear a number of different recordings. And read the instructions and questions. All... Tua, tua, tua một xíu nhá. all the recordings. Write all your answers on the listening question. The conference. Computing. Good. Morning. Good morning. You should... nghe này. Now we shall begin. You should answer questions as you. À sorry Paul một xíu, có bạn hỏi học phí Học phí thì em inbox cho thầy nha em nhá yeah, Cùng học tiếp nào <laughs> Sorry mọi người quảng cáo một xíu đúng không Dạ yeah, quảng cáo một xíu Học phí inbox cho thầy nhá Đừng link trong phần bio nhá yeah, Thầy cần xem level em nhá. Học phí rất là rẻ thôi Nào nghe này You listen because you will not hear the recording a second time Now listen carefully and answer questions 1 to 5 New South Wales University, good morning. Oh, good morning. Can you put me through to the School of Computing Technology, please? Certainly. School of Computing Technology, Professor Dorfman's office. Oh, good morning. I was wondering if you could give me some information about the forthcoming Computing Technology 25th Conference dates, enrolment procedures, cost, that sort of thing. Certainly. When exactly is the conference? Well, the conference runs for four days from the 15th to the 18th of September. 15th to 18th September. Oh, good. I'll still be here then. And, um, where is... Ok, mọi người ơi, đáp án là gì nhỉ mọi người? Yeah, nó nói cái gì nhỉ cả nhà? Cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc, cái conference này sẽ được chạy bao nhiêu? Yeah. Conference này sẽ chạy bao nhiêu nhỉ? Từ ngày nào đến ngày nào, mọi người ha? Cho thầy đáp án nào, mọi người mm -hmm, mm -hmm, Ok, yes, very good Rất là rõ đúng không, mọi người ha? Thầy tua lại một xíu nhá Rất là tốt luôn, đúng không? Rõ mà, đúng không? Tua lại vài giây thôi cho bạn nào chưa nghe được ...to the 18th of September Conference runs for 4 days from the 15th to the 18th of September Yeah, run for four day from the 18 to the uh sorry from the 15 to the 18 of September đúng không? Nhưng mà đáp án sẽ là gì mọi người? À, uh, người ta hỏi cái gì? Start date nha mọi người, start date là gì? Ngày bắt đầu đúng không? Vậy đáp án sẽ là uh -huh, 15 September, September chúng ta ghi đầy đủ ra nhá September nhá Chúng ta cần ghi 15 September này cũng được, không cần chữ TH đâu. Nếu mà có TH thì cũng càng tốt. Nhưng mà thực chất là không cần thiết đâu Chúng ta ghi 15 September này là vẫn đúng nha mọi người Đó, được chưa? Đáp án là 15 September nha Bạn nào có cho số 18 mà là, là sai nhá Nhớ này, cái quy định nó chỉ là một số thôi nha mọi người Một số thôi nha, cả nhà nha Cho nên September chúng ta phải ghi là chữ 15 ghi là số, được chưa? Đó, thế mới là đáp án đúng nhá Tiếp này mọi người, chúng ta cùng nhìn tiếp nhá Conference location Cái gì đây? Địa điểm của cái hội thảo này đúng không? Hội nghị này đúng không? For four days from the 15th to the 18th of September. 15th to 18th September. Oh, good. I'll still be here then, and, um, where exactly is it being held? Is it at the university as in previous years? No, it's actually being held at the Pacific Hotel. We've rather outgrown the university conference facilities, so we've opted for this new venue. Right, Paradise Hotel. No, Pacific Hotel. Oh, right. And presumably we can get accommodation at the hotel. Yes, but you'll need to contact. Okay. Rồi cái conference conference này được tổ chức ở đâu mọi người ha? Chúng ta nghe thấy không? Cái đoạn này người ta không đánh vần cho chúng ta nha mọi người nhá. À, bạn Hoàng Hà này, bạn. Uh, Khánh này bạn Tuấn Anh này đúng không? Ok, các bạn có đáp án này. Team Sâm này rồi bạn Vân nữa, đúng không? Oh, very good guys. Nào mọi người chúng ta nhớ chúng ta phải làm gì không mọi người nhỉ? Trong livestream của thầy thầy thu học phí đó là 30 tim và mấy chia sẻ nha mọi người nhá. Học phí của thầy Alex là thả tim và chia sẻ nha cả nhà. Chia sẻ đến chúng ta chia sẻ đối với những cái vào những cái nhóm học IELTS của chúng ta mọi người. Ấy. Đó. Rồi nó có nói là gì nhỉ? Pacific Hotel đúng không? Yeah. Kiểu có liên quan đến Thái Bình Dương đúng không mọi người? Đó, Thái Bình Dương đúng không? Rồi cùng nghe lại một lần nữa bạn nào chưa nghe được đúng không? Thì chúng ta nghe lại này. Hotel. So we've opted for this new venue. Right, Paradise Hotel. No, Pacific Hotel. Pacific Hotel, yeah, Paradise, nó bảo là Paradise, không phải, đúng không? Pacific Hotel, Pacific, A C, đọc như đánh vần Pacific Hotel nhé, yeah. phải có chữ hotel nha cả nhà. đó Pacific Hotel được chưa? viết như này nha cả nhà nhé, kiểm tra lại cách viết nhé. mà nào viết sai cũng bị mất điểm đấy mọi người nhé, viết sai cũng mất điểm nhá. tiếp này reservation phone number, mọi người nhớ đây là gì? phone number là số đúng không? reservation là đặt bàn đúng không? số để đặt bàn đúng không? để đặt lịch đúng không mọi người? đó. chúng ta nhớ đây là phần section 1 cho nên chúng ta cũng đừng sai một câu nào nhá có một cái cách mà thầy uh, hay hay bảo với học sinh của thầy nếu mà trong section 1 chúng ta làm vẫn bị sai một hai câu thì chúng ta không nên đi thi đó đấy là cái kinh nghiệm của thầy section 1 chúng ta làm phải đúng 100 phần trăm nha đúng 100 phần trăm lúc đấy đi thi nó mới bỏ công nó mới nó mới đáng đồng tiền đúng không mọi người nghe tiếp này cái số điện thoại nó là gì nhá cả nhà nhá cùng nghe tiếp nhá nhé yeah. Oh, right. And presumably we can get accommodation at the hotel. Yes, but you'll need to contact them directly to arrange that. I'll give you the number for hotel reservations. Have you got a pen ready? Yeah, go ahead. It's area code 07 and then 94441233. 3. 9 3 And what's the registration fee? Ok mọi người nào, số điện thoại là gì nhỉ cả nhà ơi Cho thầy số điện thoại nào mọi người Nghe được không, cái này không được sai nha mọi người nha Nghe được không nhỉ cả nhà nhỉ Có số điện thoại để đặt chỗ là gì nhỉ Ủa không ai nghe được cả cả nhà Chúng ta cho thầy đáp án nào mọi người yeah, Dễ nè, cái này câu này dễ nè, số điện thoại dễ nè mọi người Ủa sao thế đâu hết rồi <laughs> Cả nhà đâu hết rồi, không ai cho thầy đáp án là câu số điện thoại luôn Come on guys nó có khó thế đâu nhỉ? Không khó lắm mà đúng không? Tua lại nhá, tua lại cho nghe nhá cả nhà. Nhé, yeah, tua lại cho nghe nhá. Tua lại này. 107 Nghe lại này, nghe nhá. Yeah, go ahead. It's area code 07 and then 9441233. Area code là mã vùng đúng không? Mã vùng là 07 xong rồi người ta nói thêm là and then cái gì gì đó, cái gì đấy đúng không? Em con mình thấy không thấy ạ? À? Thầy không thấy em ạ, à? thầy không thấy. nhé yeah, trong phần chat của thầy không thấy luôn này, nhé yeah. Ủa, mọi người comment à mọi người? Song trong cái phần uh, trên trên của thầy không nhìn thấy gì luôn ấy cả nhà Hay nó bị lag nhỉ mọi người? À. Hình như TikTok ẩn số điện thoại đúng rồi, hình như đúng rồi, hình như là số điện thoại nó không hiện đúng không mọi người? Ờ à, ờ à, đúng rồi, yeah, không có mình được số. Thôi thôi đúng không mọi người? Thầy sẽ ghi đây cho chúng ta nhé nhé yeah. uh, quên mất nhỉ, yeah. comment không <laughs> TikTok nói tí thì mọi người cẩn thận tí Nick thầy bay màu á mọi người sợ nhá 09 079 này area code là 07 này đúng không 9 triple 4 444 12 3 đó được chưa đây là cái đã số điện thoại nha mọi người nhá quên mất kìa, sợ Nick thầy bay màu á mọi người <laughs> nào tiếp nha mọi người nha câu số 4 nha. Người ta còn nói cái cost là gì? 360 đô trong vòng 4 ngày Nhưng mà cái student rate là giá dành cho học sinh đúng không? Là bao nhiêu? 180 trong vòng 4 ngày Hoặc là bao nhiêu đấy đúng không? À, có thể nó có hai giá Hoặc là hai gói dành cho học sinh đúng không? Cùng nghe tiếp nha mọi người, cái này dễ đúng không cả nhà? Cùng nghe tiếp nhá Nghe này And what's the registration fee? Individual fees are $360 for the four days or $100 a day if you only wanted to attend for one day. Are there any student concessions? Oh, sure. There's a 50% concession for students, and that's $180 for the four days or $50 a day. And am I too late to offer to give a talk? Ok, mọi người đáp án là gì nhỉ, mọi người nhỉ à, Đáp án câu số 4 là gì nhỉ, cả nhà ơi Dễ nè, mọi người Dễ đúng không, cả nhà ha Dễ đúng không, mọi người ha Đáp án câu số 4 là gì nhỉ uh -huh. Yeah, yeah Ok, rồi, yeah, rồi, very good Ở đây thì cái cái ký hiệu uh, đô la chúng ta sử dụng ký hiệu nha mọi người nha Cho nó dễ đúng không, yeah nếu mà bạn nào viết chữ dollar thì nó phải có S nha mọi người Dollars nó phải có S nha Được chưa? Nó phải có S nha 50 đúng không? Đa phần là 50 đúng không? À có một bạn Userin uh, này ghi là 15 đúng không? Yeah Ok, Vân 50 này, rồi Phạm Đinh 50, Jin cũng 50 đúng không, Hoàng cũng 50 đúng không, Đức này, ok, đa phần là 50 đúng không Very good, rồi, à Thảo thiếu nha em, nó là 50 đô chưa đủ đúng không mọi người, nó phải là 50 đô cho vòng bao nhiêu ngày đúng không ừ. Uhm. Bạn Huy viết thiếu spelling chữ 50 kìa, à, chữ đô lờ kìa em Cùng nghe lại một lần nữa nhá Nó là 50 đô trong vòng bao nhiêu ngày đúng không? Nghe này And that's, oh sure, there's a 50% concession for students 50% concession, concession nó giống như ưu đãi Thầy ghi cho chúng ta nhá Concession, này. thầy ghi vào đây nhá cả nhà Concession, ưu đãi đúng không? Ưu đãi, đó, kiểu discount mọi người đó. Tiếp này, nghe này And that's $180 for the 4 days or $50 a day. Or $50 a day, đúng không? Or $50, thì dùng ký hiệu đô la đi, nó viết như này nhá. A day, được chưa? Bạn nào viết ký hiệu đô la ở đằng sau cũng sai nha mọi người. Đó. $50 a day, yeah. $50 a day, hoặc là bằng hoặc dollars như này, đúng không? Viết như này. Đó, a day, được chưa? Dollars, hai chữ L nha cả nhà. Đó, được chưa? Rõ đúng không? Nào thầy kéo lên một xíu nhá. Nào tiếp nhà câu số câu số 5 này mọi người. Contact person là gì? Cái người liên hệ đúng không mọi người? Ừ. Vậy đáp án câu số 5 sẽ là gì? Tên người đúng không các cháu? Mỗi bạn cho thầy thả tim cho 30 tim nào cả nhà. Yeah yeah yeah. Ờ, nó không nói for em nhé nó không nó không nói for nha em nhé yeah. nếu em dùng for vào nó sẽ bị quá chữ đúng không có phải không đó không dùng for nó là ở đây thôi nha. 50 dollar for day thì không đúng đúng không em? Yeah. 50 dollar a day đúng không? Phải ở đây nha, một ngày nha em. Yeah, thì nó mới chuẩn. Nào tiếp này, cái câu số 5 nha, contact person đúng không? Cái cái người liên hệ đúng không? Nghe tiếp nha mọi người, nghe tiếp này. Dễ đúng không? 180 dollars for the four days or 50 dollars a day. And am I too late to offer to give a talk? Oh, I'm pretty sure you've missed the deadline for that. Oh, really? But I've only just arrived here in Australia. Is there any way I could have a paper accepted? Well, you'd need to talk to Professor Dorfman. He's the person organising the conference this year. I can put you through if you'd like. Oh, yes, please. That'd be great. Oh, and can I just check the spelling of his name? Is that D-O-R-F-M-A-N? -N. Yes, that's correct. Ok, mọi người, cái tên của... Cái tên người người liên hệ là gì nhỉ, mọi người ơi? Yeah, tên người liên hệ là gì cả nhà nhỉ? Tên người liên hệ là gì ha? Cho thầy đáp án nha cả nhà? Dễ nè, đúng không? Dễ nè, mọi người. Sẽ là gì mọi người ha? Yeah. Có comment được tên không nhỉ, mọi người? <laughs> Có comment được tên không ta? mọi người à, có này đúng không? Yeah, ok rồi có bạn nghe sai rồi nha bạn khanh nghe khánh nghe sai rồi nha em à, các bạn không không nghe được hả à, mọi người chúng ta không nghe được à à uh hả -huh, yeah alright rồi có rất là nhiều đúng không dim sum này ok à, đúng rồi có nhiều bạn chỉ ghi mỗi tên thôi đúng không thì nó chưa chuẩn đâu nha mọi người nó phải có cái gì các tên để để, để thầy nghe lại nha xin có phải cho chữ professor không nhỉ Hình như không cần giao chuyện professor cũng được đúng không mọi người đó cùng nghe lại nhé mọi người chúng ta kiểm tra cái spelling này mọi người nghe lại này talk to professor Dorfman he's the person organizing the conference this year I can put you through if you'd like oh yes please that'd be great oh and can I just check the spelling of his name is that D O R F M A N. Yes, that's correct. D O o m sorry d o r f m a n đúng không yeah. không cần chữ professor cũng được nha mọi người đó d o viết hoa nhá o m f a m đúng không Dorfman đúng không mọi người Dorfman đó thấy chưa alright không cần chữ professor nha cả nhà không cần nha nào tiếp câu số 6 này mọi người này candidate's name tên của cái thí sinh đúng không nào Johan này A computer technology student from cái gì đó university Quá dễ đúng không mọi người? Câu này không được làm sai nhá Chúng ta sẽ lắng nghe xem trường đại học gì nha Đại học Cambridge hay đại học Oxford hay đại học gì đấy đúng không mọi người? Đó, cùng nghe cái tên đại học nha mọi người Đó, rất là dễ đúng không? Nào, câu số 6 nhá cả nhà nhá Cùng nghe câu số 6 này mọi người này Rất là dễ đúng không? Nghe nha Before the conversation. Tua tí nhá. To ten. Này. Professor Dorfman speaking. Oh, hello. My name's John Helston. I'm a computing technology student at London University. I'm here in Australia for three months, looking at educational application of computing and information technology. Okay, dễ it mọi người nhé. Cái bạn John này đến từ trường đại học nào nhỉ cả nhà nhỉ? Ta 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 ta, ta. Cho thấy đáp án nào mọi người dễ này mọi người Cái đáp án cần điên là gì nhỉ? London đúng không? London đúng không mọi người? London đúng không? Yeah, London London viết như này, cái này không sai nhé, không phải nghe lại đấy nha mọi người Cái này không được sai nhá London đúng không? London, tiếng Anh là London London yeah, Londoner Londoner là người Anh đúng không? Người London đúng không? Đó OK tiếp nha mọi người nha dễ đúng không cả nhà? Nỗi tiếp tiếp cuối cuối nha cả nhà nhá. Now take action fast là gì? hành động sớm đúng không? nào tiếp nha. Uh, closing date for talk closing là gì? đóng đúng không? Date là ngày đúng không? Rồi rõ ràng đa bàn câu số 7 sẽ là một cái gì nhỉ Một cái ngày đúng không mọi người? Một cái ngày đúng không? Đó cái ngày kết thúc cho cái buổi nói chuyện đúng không mọi người? Cùng nghe tiếp nha xem cái ngày đấy là gì nha cả nhà nhá. Yeah, rất là dễ đúng không cả nhà. Cùng, nghe này, mọi người này. Cùng nghe nha. Right. I'm interested in giving a talk on my research at the conference, but I believe I may have missed the deadline. Well, strictly speaking, you have. The closing date was last Friday. Oh no. But Trời ơi, cái này nó dễ gì, gì trời, dễ quá vậy trời mọi người, cho thấy đáp án là cả nhà Mọi người ơi, cho thấy đáp án là nó quá dễ luôn đấy mọi người yeah. Người ta thầy sẽ tưởng là người ta paraphrase cái từ closing date là từ deadline hay là gì đúng không? Nhưng mà đáp án nó quá dễ luôn, nó quá hiển nhiên À, à rồi rồi rồi, có một số bạn ghi mỗi Friday thôi thì nó chưa đúng nha mọi người nha nó chưa đúng nha mọi người Friday là chưa đúng đâu nha cùng nghe lại rồi kiểm tra đáp án nha mọi người nha cái này là quá dễ luôn đấy mọi người nghe lại này xem cái ngày kết thúc của cái 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 ngày cuối của cái buổi nói chuyện là gì nha I'm interested in giving a talk on my research at the conference, but I believe I may have missed the deadline. Well, strictly speaking, you have. The closing date was last Friday. The closing date was last Friday Đúng không? Cái ngày kết thúc was last Friday Đáp án chúng ta sẽ phải có last Friday Đúng không cả nhà? Last Friday Ồ, Được chưa mọi người ha? Last Friday nha mọi người Đáp án chúng ta phải có chữ last Friday nha cả nhà nha Các cháu nha Ok, câu số 8 Tiếp tục câu số 8 đấy mọi người Quá là dễ, bài này dễ nhỉ mọi người dễ nhưng mà chúng ta không được làm sai câu nào nha Nhìn ở đây là thầy thấy một số bạn chưa được đi thi đâu nha Chưa đủ điều kiện đi thi nha Đừng đi thi vội nha các em Nếu mà chưa vội vã, chưa cần bằng IELTS thì đừng có đi thi vội nha mọi người Đi thi thì hơi mất tiền một phí xíu đúng không nhé yeah. Thầy vẫn hay bảo học sinh của thầy đã đi thi thì đi thi được đạt được cái điểm ok 6.5 trở lên luôn đi Đúng không? Đó, thì thích làm gì thì làm Đó Tiếp này Send outline including Outline là cái bản gọi là gì? kiểu kiểu gọi là dàn bài đúng không? Dạ, yeah. Thì hãy gửi cái dàn bài bao gồm cái gì đấy đúng không? Ừm, mm, ok. Người ta sẽ xem là cái bạn này này, cái bạn nam này đang nói chuyện này này thì cần phải gửi cái dàn bài bao gồm chứa cái gì để bên trong đúng không? Có thể chứa nội dung này hay là chứa mở bài, thân bài, kết bài này hay là chứa idea hay là chứa cái gì đấy hoặc là chứa hình ảnh đúng không? Đó có thể là thế đúng không? Đó. Cùng nghe nha mọi người câu số 8 nha mọi người nhá. Câu số 8 này. Nghe tiếp này mọi người. Nghe này. Oh no! But we may be able to include your paper if it fits into our program, but you'll have to be quick. Okay, what do I need to do? Send me an outline of your talk and make sure you include an interesting title for the talk, something to attract the delegate's attention. Okay, mọi người, cái gì nhỉ? Cái outline thì cần phải cái gì nhỉ? Outline cần phải có cái gì ý, mọi người hả? Yeah, cho thầy đáp án cho mọi người Dễ dễ này mọi người, dễ dễ nè, câu này dễ này, nha yeah. Cái outline phải cần có cái gì nhỉ? Cả nhà nhỉ? Hmm, ok Đố nè Yeah Alright, nhớ ở đây là quy định Nó có 3, 3, 3 chữ được nha mọi người three words nha mọi người nhá, yeah. Thì nó phải có cái gì nhỉ? Ah, à, ok, xem nào Vân này, Vân có đáp án là gì đây? Ok, A Huy này Interesting title này Hoàng có interesting title Vân Thảo Đỗ Interesting title ân là cái gì à Thảo Viết ngược hả em yeah. À, à, đúng không, à, đúng không yeah. Interesting title, very good Xem nào, xem có bạn nào viết Viết, viết uh, sai chữ không nhá Interesting, đúng không Interesting title, đúng không Chúng ta gọi chữ ân cũng được, hoặc là không cũng được đó tùy nha optional nha nhưng mà phải có chữ interesting interesting title l e được chưa interesting title yeah chọn một nha mọi người đó đáp án sẽ là như này nha cả nhà interesting title đúng không tiêu đề đúng không mọi người rất là dễ đúng không mọi người ha rất là dễ luôn nào tiếp câu số tiếp theo nhá à, mình nên nhìn qua cái này này maximum length là 300 từ cái độ dài tối đa đúng không Also send cái gì đó này ừ, Đồng thời cũng phải gửi cái gì đấy đúng không Also send cái gì đó nữa Cùng nghe xem là nghe cái gì nha Nó gửi cái gì nha mọi người Đó cùng nghe tiếp này mọi người Nghe tiếp nha Quá là dễ luôn Dễ nhưng mà không được làm sai một câu nào nha cả nhà Nghe tiếp này Ok Interesting title Right The outline should be no more than 300 words though Right I should be able to keep it down to 300 words, but would 400 be okay? No, not really, because we have to print it in the proceedings and we just don't have the space. Sure, I understand. And also, can you send me a short CV? The usual stuff name, age, qualifications, that sort of thing. Right. Include a brief CV Actually, you can email it to me That would be quicker Ok, đáp án sẽ là gì nhỉ mọi người nhỉ uh -huh, Đáp án sẽ là gì mọi người hả À, có nhiều bạn làm rất là tốt đúng không mọi người Chúng ta làm rất là tốt đúng, đúng không Yeah Huy này, rồi uh, Hoàng Nguyễn này Rồi Vân này, Thảo này Ok Jin cũng ok này Dim Sum này Huy này, ok Mi này đúng không? Rất là dễ đúng không mọi người. Very good, guys. yes, Good job, guys. Rất là tốt. Đáp án chúng ta sẽ là short hoặc là có một cái đoạn sau chúng ta thể có hai đáp án nhé Cái bạn nam này, bạn này có nhại lại đúng không? Nhưng bạn nói một cái từ khác. Thầy tua cho chúng ta nghe nhé Tua lại này. Right. Include a brief CV. Right. Include a brief CV đúng không? Đáp án chúng ta có thể là short CV hoặc là brief CV đều được nhá brief CV đều được, đáp án cả hai cái đều được nha cả nhà. Short CV hoặc là brief CV đều được nha cả nhà. đó, yeah. CV để viết hoa nha mọi người, CV để viết hoa nha bởi vì đây là từ viết tắt nha mọi người, CV để viết hoa nha cả nhà. Nào câu cuối nào, email address, yeah. địa chỉ email quá dễ rồi đúng không? chắc là câu này người ta sẽ đánh vần cho chúng ta đúng không? nhớ là ở đây người ta có đuôi a còng rồi nên chúng ta chỉ cần nghe cái trước đó là gì thôi đúng không cả nhà? Cùng nghe tiếp cuối cuối đi ăn cơm nha cả nhà nha Hôm nay học rất là tốt đúng không mọi người Xong rồi tí nữa bạn nào làm đủ đúng hết 10 câu Thì chúng ta có thể bảo thầy nha để chúng ta đi thi nha mọi người nào, Nghe tiếp này câu số 10 này mọi người nghe này Actually, you can email it to me That would be quicker Sure, what's your email address? Well, the best thing would be to send it to the conference administrative officer. The address is admin in lowercase, you know in small letters right so that's a d m i n at anuconf.edu.au dot a u right i'll do that straight away right i'll do that straight away dễ mà đúng không mọi người đáp án là gì nhỉ cả nhà cho thấy đáp án là mọi người quá là dễ luôn trời ơi nó nói nó quá là lộ luôn đó mọi người nhé yeah. người ta không cần đánh vân cũng làm được đúng không cả nhà Jin này vân này gì yeah. hoài này hoàng nguyễn thảo đỗ này đúng không Well done guys, well done yeah. Thùy Anh đúng không, Mi Hồ đúng không yeah. Good job guys, rất là tốt đúng không À người ta bảo là gì À, không viết hoa nhé lower case đúng không lower case là không viết hoa đúng không admin đúng không mọi người quá rõ luôn đúng không mọi người ha rồi chúng ta nhìn lại bài của chúng ta xem nào các bạn nào có bạn nào làm được đúng 10 câu không mọi người kiểm tra lại này các bạn có bạn nào làm được đúng hết 10 câu không nói cho thầy biết là mọi người làm đúng hết 10 câu không cả nhà ha làm đúng hết 10 câu là chúng ta phải đi thi được rồi nha mọi người nhé yeah. đúng hết 10 câu là đi thi được rồi nha cả nhà nha có bạn nào làm đúng hết 10 câu không nói cho thầy biết nào cả nhà Uh -huh. À ha, vô trễ một câu <laughs> Vô trễ để mất một câu một đúng không Ok Các câu khác em làm đều đúng hết đúng không Huy ha 9 câu Em sai tận 5 câu đúng không À chưa đi thi được nha Jin nha Ở nhà luyện thêm nha em Chăm chỉ xem livestream của thầy thêm nha Sai 5 câu là, là là, là là Cũng cũng ấy đấy đúng không Cũng nghiêm trọng ấy đúng không Mười câu nếu em viết hoa có viết hoa càng tốt nha mọi người chúng ta đi thi chúng ta viết hoa 100% giúp thầy đó nhé yeah. câu 10 viết... câu nào chúng ta đi thi chúng ta viết hết 100% là viết hoa đều được không sao cả đó không có vấn đề gì Hoàng Nguyễn sai một câu ạ à. hơn một câu à, cũng đi thi được rồi đúng không nhé yeah. sai mỗi năm câu <laughs> đêm xong sai 5 câu nha em yeah, Bạn Jin và bạn đêm xong ở lại lớp nha chưa đi thi được nha hai em đi thi thi phải uh, tốn tiền đúng không? Thảo bị miss một câu, miss một câu nếu mà em cần à, cần bằng rồi thì có thể thi đi, đi thi được rồi đúng không? Nếu mà chưa cần thì cố gắng luyện thêm, luyện tới khi mà nghe được 10 trên 10 trong phần section 1 đúng không mọi người? Đó. Yes. Yeah. Ok, yeah sai câu 5 ý giờ em làm sai bộ câu à sai câu 5 đúng không? Giờ yeah. câu 5 là chúng ta không cần uh, đọc là Dorfman đúng không mọi người? T O r F M A N đúng không? Đó. Alright. Mạng nó có bị đảo ngữ à mọi người là sao? Yeah. Section 2 bao giờ làm? Uh, mình đi một vòng nhá, Hoàng Hà nhá. Mỗi ngày thầy sẽ cố um, luyện một kỹ năng thì ngày mai sẽ là kỹ năng reading, ngày kia sẽ là writing, ngày kia sẽ là speaking và quay lại đó. Thì uh, chắc là phải uh, 4 ngày nữa mới quay lại kỹ năng listening cơ. Đó. Alright, thank you mọi người. Rồi chắc là thế thôi mọi người nhà chúng ta nghỉ ngơi ăn cơm thôi cả nhà ha. Đó. Chúng ta nhớ lịch livestream của thầy là từ thứ 2 đến thứ 7. À em đắn nhắn câu 5 mà thầy đọc thành năm câu. Ok, sorry, sorry em thầy đọc nhầm. Tại vì trên màn hình của thầy nó rất là bé, mọi người thầy đọc nó bị linh tinh hả Ok, mọi người nhớ cái lịch livestream của thầy là từ thứ 2 đến thứ 7 vào lúc 11 giờ sáng nha cả nhà. Chúng ta học bài hay chúng ta làm việc xong thì chúng ta hãy ghé qua livestream của thầy nhé. Ôn luyện IELTS hàng ngày nha mọi người nhá. So yeah, uh, thank you mọi người và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye guys. Take care people. Chào mọi người nhá. Bye bye everyone. Bye bye guys. Take care.